Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review cho cả nhà tiến độ mới nhất của dự án Selectorite Nhà Bè. Thì theo như mọi người nhìn thấy thì dự án đã lên đến tầng 11 và tất cả các tòa tháp là đều là tầng 11 nha cả nhà. Và ở đây thì tiến độ thi công khá rầm rộ ha. Một số công trình hạ tầng và những tiện ích như hồ bơi cũng đã được dần hoàn thiện đến khoảng 50% rồi. Và tiến độ của dự án diễn ra rất là nhanh chóng. Dự kiến đến cuối năm này là tháng 12 này sẽ đưa vào là cất nóc. Và khoảng giữa năm sau tháng 6 thì sẽ gọi là bàn giao nhà cho khách hàng. Tiến độ gọi là cực kỳ thần tốc. Và tổng quy mô của dự án là khoảng là 6,2 hectare, cho ra khoảng 2.400 căn hộ. Và diện tích căn hộ trung bình từ khoảng là 48m² đến 90m². Triển khai là 2,78 hectare với 5 tòa tháp cao 20 tầng cùng với lại khoảng 923 căn hộ đối với Selectorite ha. Và pháp lý của dự án này dự kiến sẽ được là ký hợp đồng mua bán vào khoảng 1-2 tháng tới. Và sau khi hình thành ký hợp đồng mua bán, bàn giao nhận nhà thì sẽ nhận sổ hồng riêng từng căn luôn. Nói đến Selectorite là một vị trí khá đẹp nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và một căn hộ khá cao cấp của chủ đầu tư Capeland. Dự án được liên danh giữa công ty Phú Long và Capeland, có khá nhiều diện tích khác nhau. Và ở nơi đây là một cộng đồng cư dân Selecta City, bao gồm nhiều căn hộ, nhà phố, shop house, tiềm năng phát triển rất là tốt khi mà Selectorite hình thành kế bên khu đô thị GS Metro City. Để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án này, quý anh chị inbox theo số hotline bên trên, Phước Sửu sẽ cập nhật cung cấp nhiều thông tin đầy đủ về dự án Selectorite cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.